module đầu tiên mà chúng ta học tập thao tác trên đó, hay còn gọi là CDE, môi trường dữ liệu chung của dự án, Document Management. Tại thẻ Project Home, các bạn nhấp chuột và chọn công cụ Document Management như trên màn hình. Autodesk Construction Cloud vừa chuyển các bạn đến cái module quản lý hồ sơ của dự án. Và các bạn lưu ý này, trong cái thẻ quản lý hồ sơ ấy, nó sẽ có folders, thư mục, reviews, các cái đánh giá nhận xét mà chúng ta thao tác sau này, transmitters, lưu trữ các biên bản bàn giao thực hiện trong dự án, và cuối cùng, issues, các vấn đề gặp phải trong quá trình thiết kế. Chúng ta hãy quay lại thẻ folders, thư mục dự án. Các bạn đã nghe qua hay khái niệm root folders, các cái thư mục gốc. Ở đây để ý rằng, theo mặc định là chúng ta sẽ có thư mục plans, lập kế hoạch cho dự án, và thư mục project files, lưu trữ các cái thông tin, cái hồ sơ của dự án này. Điểm khác biệt của hai thư mục này đó chính là trên thư mục plans sẽ được tích hợp Construction IQ để phục vụ công tác chuyên môn của bạn. Trong video này, các bạn chỉ cần nhớ module Document Management có bao nhiêu thẻ và trong thẻ folders có hai thư mục gốc được tổ chức với mục đích như thế nào, và lưu ý không nên đổi tên hoặc xóa hai thư mục này.